Rồi như vậy chúng ta sẽ hoàn thiện, cố gắng hoàn thiện càng nhiều càng tốt các bài liên quan đến assignment. Như vậy bài 1 của chúng ta nhập vào một số nguyên. Hai, tập trung. Alo. Không, không nói nữa. Alo. Như vậy ở đây người ta nói là mình phân tích cái đề nè. Nhập vào một số nguyên X từ bàn phím, vậy X khai báo kiểu gì? À, khai báo kiểu in. Nếu X là khai báo kiểu nguyên thì xuống đây số X có phải là số nguyên không? Câu này vô nghĩa. Bởi vì phía trên bạn đã khai báo kiểu in rồi. Mà bạn nhập kiểu thực thì nó lỗi. Vậy bạn chỉ có thể nhập kiểu in, mà nhập kiểu in thì nó là kiểu in, kiểm cái gì nữa? Hả? No. Ở đây người ta nói là X có phải là số nguyên không? Không có dương. Cho nên ở chỗ này, bởi vậy cho nên thầy mới nói là các bạn đọc đề đôi khi các bạn làm nhưng mà các bạn chưa có rõ được cái tường tận của nó. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ nhập vô một số nguyên x, thực ra chúng ta nên khai báo đó là kiểu thực thì hay hơn. Nên. Ví dụ như chúng ta nhập vô 5 thì nó là số nguyên. 5.1 không phải là số nguyên. Thực ra chỗ này cái đề người ta ra là nhập vào một số thực, kiểm tra nó có nguyên hay không nguyên thì nó hay hơn. Hiểu được chưa? Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái đề này tí xíu với cái câu số 1, chức năng 1 của chúng ta ở đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ nhập vào một số nguyên. Mới vừa nói xong thì chúng ta khai báo x là kiểu plot x chấm phẩy print. Nhập x bằng chấm phẩy scan phần trăm f phẩy và x. Và xuống đây chúng ta sẽ có 3 ý. Ý thứ nhất là kiểm tra nó có phải là số nguyên hay không. Vậy làm sao biết nó nguyên hay không? Làm sao mình biết 5.1 không nguyên mà 5 là nguyên? Chính xác, các bạn quá giỏi. Nếu x bằng bằng in của x, này là f kiểu x bằng in x, thì sao? Thì kết luận print x bằng phần trăm f là số nguyên chấm xịt n chấm phẩy l x không phải là số nguyên. Rồi chạy cái đầu tiên menu. Khoan khoan, chức năng 1 đang có gì vậy? Bị gì? Ừ. Rồi, NTF. NFT. Ok. Rồi, chức năng 1 chúng ta sẽ nhập vô số nguyên ở đây là 7. 7 là số nguyên. Ủa sao là 000? Ủa chưa có luôn hả? Ok, hay quá, các bạn hay quá. Rồi, số 1 7.1 7.1 không phải là số nguyên. Print sao? Nãy thầy chưa sửa, thầy là thầy ly quá, thầy chạy luôn rồi. Thầy vẫn đang chạy, thầy chưa có sửa. Rồi, chỗ này thêm hả ở trên biết vào hay quá mấy bạn, hay quá phải vậy chứ.
sinh viên phải fix lỗi cho thầy nó mới hay chứ. Được chưa? Trình sinh viên của thầy Bình cao. Ok. Xong chưa? Rồi tiếp một câu nữa. Xuống người ta hỏi gì nữa nào? Số nguyên tố. Vậy thì chúng ta nên viết một cái hàm số nguyên tố ở bên ngoài. Rồi chúng ta kiểm tra, không nên viết chung. Không nên viết chung. Và hôm trước chúng ta nói là chúng ta sử dụng cái boolean. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm boolean ha. Include cái std nha. Std bool. Và khi mà các bạn xài bool á thì nó sẽ không giống như là string. Cho nên không giống như kiểu int bình thường, cho nên bạn không có khai báo cái hàm ở dưới dưới main, sau main. Mà với cái hàm bool thì bạn phải khai báo trước main. Trước main. Đây, ví dụ nè. Chỗ này thầy khai báo số nguyên tố chỗ này ha. Thầy ghi là bool số nguyên tố mở ngoặc int n chấm phẩy. Ví dụ chỗ này thầy return true. Chưa làm gì hết, cứ return đi cái đã. Và khi mà chúng ta dịch, được không? Chỗ này chúng ta sẽ gọi cái hàm số nguyên tố của năm đi, để coi nó có lỗi không. Thấy chưa? Nó báo là nó không biết số nguyên tố là ai hết trơn á. Bình thường kiểu in thì ok. Nếu như mà bạn return chỗ này kiểu in, nó không nói gì hết. Hoặc là kiểu void, nó không nói gì hết nha. Được không? Riêng kiểu boolean là nó bắt. Nó kêu nó không hiểu. Riêng kiểu boolean nó không hiểu. Vậy làm sao cho nó hiểu? Các bạn, một là các bạn đưa nguyên cả cái hàm này lên trên main. Trước main luôn. Trước main luôn. Hoặc là bạn chỉ khai báo tên hàm trước main. Khai báo tên hàm trước main chấm phẩy. Còn viết code của cái hàm này mình viết sau main cho nó đẹp chứ không có gì hết trơn á. Khi mà bạn viết code kiểu này nè, bạn khai báo cái tên hàm phía trước main thôi để cho nó biên dịch. Còn tất cả code các bạn để phía sau main thì khi mình đọc vô một cái đoạn chương trình, mình rất là dễ quản trị nội dung của chúng ta. Còn nếu như mà các bạn viết tất cả những cái chương trình con mà nằm ở trên, có khi cả hàng ngàn dòng, có khi vài ngàn dòng, rồi cái main nó lọt thỏm ở đâu phía dưới, nhiều khi mình cũng không tìm ra được main ở đâu luôn. Được chưa? Mình rất là khó quản lý code. Và cái nữa là mình cũng không biết là trong cái chương trình của mình có bao nhiêu cái chương trình con ở bên trong. Thì tốt nhất các bạn nên khai báo tên hàm ở phía trước main. Rồi sau đó mình sẽ định nghĩa ở phía sau main. Được không? Và nếu như các bạn muốn nhảy đến nội dung code này thì các bạn nhấn Ctrl lý chuột vô. Nó tự nhảy xuống. Được chưa? Như vậy thì chúng ta quản trị rất dễ. Rất dễ. Và sau này các bạn nên rút kinh nghiệm. Tất cả những chương trình con, bạn nên định nghĩa trước main. Sau đó xuống dưới, sau main mình đã viết code. Được không? Dễ không? Dễ ha. Rồi. Bây giờ số nguyên tố. Số nguyên tố. Hôm trước mình làm số nguyên tố làm sao ta? Nếu gì? Nếu n bé hơn bé hơn 2, đúng rồi. Return gì? Bé hơn 2 là đúng hay sai?
Sai. Thì return phone có yêu không? Có yêu không? Không nghe. Bởi vì khi mà return phone rồi là nó kết thúc luôn số nguyên tố rồi. Khỏi cần phải set L. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái biến chạy y. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sử dụng for y bằng 2 chấm phẩy y nhỏ hơn hoặc bằng match chấm sqrt của n chấm phẩy y cộng. Nếu trong trường hợp nếu như n mà có chia hết cho bất kỳ một y nào thì làm sao? Return false. Còn không, return true. Bài số nguyên tố. Đây là mình đang cố gắng tìm số không nguyên tố. Nếu như có bất kỳ một số nào, bạn sẽ khai báo thêm cái match.h. Match này là các bạn các bạn khai báo match.h và dưới này các bạn sử dụng sqrt của n. Và chúng ta sẽ kiểm tra nó có phải là số nguyên tố hay không. Vậy chỗ này nếu số nguyên tố của x, nếu x là số nguyên tố thì mình sẽ kết luận gì? X là số nguyên tố, thêm chữ tố là xong. Còn không sao? X không phải là số nguyên tố hết. Như vậy mình đã có hai ý. Chạy lại. Rồi, chỗ này mình có số 5. Mình chức năng 1 nhập số 5. Số 5. 5 là số nguyên. 5 là số nguyên tố. Có số 6. Ừ hén, kỳ vậy. Số 1. 6. 6 là số nguyên. 6 không phải là số nguyên tố. Ok. C, một số thực là 6.5. Enter. Không phải là số nguyên tố. Rồi, ok. 5.2. Ừ thì sửa, sai sửa làm gì cắn. Rồi bây giờ sửa làm sao? Nãy em cho cái SQRT vô thì nó lỗi chỗ đấy, nhưng mà em bỏ SQRT đi thì nó lại không lỗi. Không, cái này nó không có lỗi. 5.2 vẫn có căn bậc 2. Cho nên không lỗi. Vấn đề là mình đang giải, mình phải kết luận ngay 5.2 không phải là số nguyên, khỏi cần kiểm tra nguyên tố. Vấn đề phát sinh nè, cái này cực kỳ hay. Vấn đề phát sinh. Đây, vấn đề của các bạn đang sử dụng hàm nè. Đây mới là vấn đề nhu cầu sử dụng hàm.
Bây giờ cái hàm của chúng ta đang làm ở bên này, kiểm tra số nguyên, chúng ta đang làm trực tiếp ở đây. Chúng ta có tái sử dụng được không? Tái kiểu gì? Ý thầy đang nói là mình đang code trực tiếp nè. Mình có muốn dùng lại cái này được không? Muốn dùng lại là phải code lại đúng không? Chưa có hàm. Bây giờ thầy đang hỏi cái đoạn code này nè. Dùng lại được không? Không. Muốn dùng lại là phải code lại. Tức là phải copy cái này bỏ xuống dưới. Cho nên mình có nhu cầu viết hàm để tái sử dụng lại cái vấn đề số nguyên hay không phải là số nguyên. Thấy nhu cầu của hàm chưa? Đấy. Như vậy chúng ta lại viết thêm một cái hàm mới. Cái hàm này là hàm kiểm tra số nguyên thôi, không phải là số nguyên tố. Được không? Kiểm tra số nguyên. Và chúng ta có int n. Và cái hàm kiểm tra số nguyên của mình là mình làm gì? Mình sẽ return cái thằng này. Hết việc. Nếu y mà bằng in y. Nếu bằng thì sao? Nếu bằng là true. Mà true thì return về true thì nó là số nguyên. Hết hàm này rồi. Nhưng mà mình sẽ tái sử dụng chỗ này rất hay. Nếu số nguyên của Nếu số nguyên của x thì kết luận x là số nguyên, còn không, x không phải là số nguyên. Được không? Kịp chỗ này không? Thì cái hàm số nguyên mình đưa xuống dưới nè. Đấy. Thì hồi nãy không phải là thầy đang dùng là nếu cái này à? Hồi nãy là thầy nếu x bằng in x à? Cái này có phải đoạn code cũ không? Đoạn code cũ của mình đấy. Nếu x bằng in x thì đây là số nguyên. Thì bây giờ thầy bỏ cái thằng này vô đây. Và thầy gọi lại chỗ này. Nếu là số nguyên của x thì khi nó gặp cái hàm mà số nguyên, có phải là nó nhảy xuống đây nó xử lý không? Thì nó lấy x, nó kiểm tra có bằng in x không. Nếu bằng nó trả về true. True thì nó trả ra đây là true. Thì là số nguyên. Và chúng ta kết hợp luôn cái số nguyên tố vô đây. Nếu chỗ này là số nguyên thì làm sao? Thì chúng ta mới đi kiểm tra nguyên tố. Được không? Nếu là số nguyên mới đi kiểm tra nguyên tố, còn không phải là số nguyên bỏ. Chạy lại. If else. Rồi ok, chỗ này đến 2 lệnh. Sorry. Chỗ này bây giờ nó xuất phát là 2 lệnh chứ không phải còn 1 lệnh nữa. Rồi. Không lạ, đây. Chạy rồi nói. Số nguyên chưa khai báo ở trên. Cái gì nó cũng có lý của nó hết. Chạy đi rồi tiếp ha. Return x bằng in x. Ừ, x đâu ra? N. X bằng in x. N in. Ok, thầy sai. Plot n thực. À, số nguyên của x. Số nguyên.
Rồi, chúng ta chọn số 1 và x bằng 5.2 thể theo yêu cầu của các bạn. X 5.2 không phải là số nguyên. Ủa sao nó không, đúng rồi, không phải là số nguyên. Khỏi cần kiểm tra nguyên tố. Chỗ này mình sẽ kết luận là không phải là nguyên tố luôn. Kết luận luôn. Chức năng 2. X không phải là số nguyên nên không kiểm tra số nguyên tố. Mình kết luận luôn chứ không để là người ta nói ô mình chưa làm cái phần số nguyên tố. Đúng không? Rồi, chạy lại. X là số 5. Số 5 ở đây nữa 1. Ủa, gì vậy? Ẩu quá. Ẩu quá. Rồi, x là 5. 5 là số nguyên. 5 là số nguyên tố. Rồi, tiếp tục có không? Có. Chức năng 1. 4. 4 là số nguyên. 4 không phải là số nguyên tố. Được không? Tiếp tục có chức năng 1. 6.1 6.6 6.6 không phải là số nguyên nên không kiểm tra số nguyên tố. Được không? Có 7.1 thôi ta nha. Hả? Các bạn cứ làm theo cách các bạn hiểu. Còn thầy đang phát triển cho các bạn về tư duy. Được chưa? Học thế mới học chứ. Chứ còn trên mạng nó có cái gì có vô chạy thì có gì để học đâu. Phải không? Phải vậy không? Trên mạng mà nó có cái gì có vô chạy cái đó thì đâu có gì để học. Như vậy qua một bài đơn giản như thế này thì chúng ta đang học được gì? Thứ nhất là thầy đang cố tình lúc đầu thầy viết kiểm tra số nguyên là thầy viết ngay trong hàm. Trong cái hàm mà kiểm tra luôn á, trong cái hàm chính của mình là chức năng 1 nè. Nhưng sau đó qua đến cái phần kiểm tra số nguyên tố thì các bạn là kiểm thử viên cực kỳ hay, các bạn đang học kiểm thử đó. Các bạn cho đầu vào là 5.2. Phát hiện ra là gì? Đoạn code của thầy bị sai. Các bạn rất là tuyệt vời. Phải không nào? Mai mốt lên học kiểm thử nhớ nhắc nhắc cái thầy dạy kiểm thử làm bài này nha. Đây là kiểm thử đó. Các bạn đang làm kiểm thử đó. Như vậy nếu như mà các bạn không nhập 5.2 thì các bạn sẽ kết luận là cái chương trình của thầy đúng. Nhưng mà rõ ràng nếu nhập 5.2 là chương trình của thầy sai. Đấy là kiểm thử đó các bạn. Không, đang học nhập môn lập trình mà dạy luôn kiểm thử luôn nha. Hả? Đây chức năng 1 nè. Rồi tiếp ha. Amen. Rồi phía trên này thầy khai báo hai cái hàm thôi. Hàm main nè. Thầy gọi có cái menu chứ mấy. Còn cái này bị trôi lệnh. Còn cái này là do hôm trước mình chưa học kiểu dạng stream. Mình chưa học get S, get C. Cho nên là mình sử dụng scan. Còn nếu muốn thì đổi lại chỗ này. Cái này mình làm từ giai đoạn 1 kia mà. Được không? Chức năng 1 nha. Ok. Mình lưu lại thành video, từng video 1 đi. Chứ lưu nhiều video quá nó dài, khó tìm đúng không? Ok.